hai đội chơi, mỗi đội hai thành viên, một nghệ sĩ Việt Nam kết hợp với một người bạn đồng hành nước ngoài, xuất phát cùng một thời điểm. Điểm xuất phát của đội này là đích đến của đội kia. Mỗi đội chơi sẽ được cung cấp một chiếc xe máy Yamaha Novo SX, một tấm bản đồ hành trình, một cuốn từ điển để có thể vượt qua những rào cản về ngôn ngữ. Với những vật dụng này, hai đội chơi sẽ cùng trải qua những trải nghiệm kỳ thú trong cuộc đua tài hấp dẫn, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Mỗi ngày, một đội chơi đều phải hoàn thành số km quy định bằng xe máy. Nếu đảm bảo quãng đường quy định hàng ngày, đội chơi sẽ ghi được 10 điểm. Nếu cả hai thành viên của đội cùng đồng hành hết quãng đường quy định nói trên, sẽ được thưởng thêm 5 điểm. Mỗi thử thách nhiệm vụ của chương trình đưa ra đều kèm theo số điểm nhất định. Vào cuối mỗi ngày, đội chơi phải thực hiện 2 phần thử thách cố định, kiểm tra độ hiểu ý giữa hai thành viên. Nếu hai thành viên trong đội có câu trả lời phỏng vấn khớp nhau, đồng thời có sự phối hợp ăn ý với nhau trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, được 20 điểm. Nếu chưa có phối hợp ăn ý, mỗi thành viên đưa ra lời phản đàn, đội bị trừ 10 điểm. Kiểm tra ngôn ngữ, học ít nhất 10 từ mới ngôn ngữ của bạn đồng hành. Nếu cả hai thành viên đều xuất sắc nhớ chọn 10 từ được 10 điểm. Khi hai đội cùng về đích, đội nào có tổng số điểm tích lũy của cả hành trình cao hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc và giành giải thưởng của chương trình trị giá 50 triệu đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hành trình bạn đường hợp ý giữa hai đội Minh Triệu Nacho và Khương Ngọc Chicago. Trong ngày thứ hai của hành trình, đội Khương Ngọc đã rất xuất sắc vượt qua các nhiệm vụ được đề ra. Đầu tiên là nhiệm vụ 1, đến thị xã La Di và tìm cứu binh, nhân vật được nhắc trong báo và nhận 10 điểm. Tiếp theo là nhiệm vụ sàm 3m chiều dài của tàu trong 30 phút, đội Khương Ngọc ghi tiếp 20 điểm. Ở nhiệm vụ 3, hai bạn đã tìm ra khách sạn và nhận được 20 điểm. Cùng với đó, đội Khương Ngọc đã có thêm 30 điểm cho các nhiệm vụ đi xe máy hơn 200 km trong ngày, được 10 điểm. Hoàn thành việc học ngôn ngữ được 10 điểm và thi hiểu ý 10 điểm. Tổng điểm ngày 2 của Khương Ngọc và Chicago là 80 điểm. Trong khi đó, đội Minh Triệu cũng không kém, thực hiện nhiệm vụ 1, tìm và thu thập đủ biểu tiếp chuyến nhiệm vụ tiếp theo, 500 những trái bong bóng đã ghi được 5 điểm. Ở nhiệm vụ thứ 2, chụp 5 bức hình theo phong cách của MPK và nhận được sự đánh giá từ ông được 7 điểm. Nhiệm vụ 3 20 điểm, và họ nhận được 10 điểm trong việc tìm khách sạn. Quyết định bảo toàn sức lực di chuyển bằng ô tô, đội Minh Triệu không nhận được điểm thưởng từ việc đi xe máy, nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại 10 điểm ở phần thi ngôn ngữ và 10 điểm tiếp theo trong phần thi hiểu ý. Tổng điểm 12 của Minh Triệu và Nacho là 62 điểm. Sau 2 ngày hành trình, hiện tại đội Khương Ngọc được 160 điểm, bám đuổi sát nút, đội Minh Triệu đang có 155 điểm. Khoảng cách bây giờ khá mong manh và hành trình họ vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm nay đội Khương Ngọc Chicago sẽ xuất phát từ Bình Thuận tới Cam Ranh, trong khi đó Minh Triệu và Nacho sẽ tạm biệt Đà Lạt để đến Nha Trang. Chúng ta sẽ bắt đầu ngày thứ 3 của hành trình bạn đường hợp ý. Tôi không biết là hôm nay cái nhiệm vụ của mình như thế nào, để em xem thử nha. Các bạn đã sẵn sàng để chia tay Đà Lạt và đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp chưa? Nhiệm vụ của đội mình là sẽ đi từ Đà Lạt đến Giang Bay. Cái quãng đường này nó sẽ dài 130 cây số, nhưng mà đến cái cây số 70 trước tiên đã. Tổng hành trình của ngày hôm nay sẽ là 278 cây và nhiệm vụ của ngày hôm nay là hãy treo thuyền thúng sang ngọn hải đăng kê gà và nhận nhiệm vụ từ người gác biển. Nếu hai bạn treo thuyền thúng sang ngọn hải đăng thành công thì sẽ nhận được 100% số điểm. Nếu chỉ có một người trèo thuyền thúng sẽ chỉ nhận được 50% số điểm. Nếu cả hai bạn không thể trèo thuyền thúng thì sẽ được đi cano nhưng sẽ không có điểm. Đi. I don't want to wear the same outfit. I already wear the other day before. Your friend. Ta chờ được nữa bởi vì bây giờ là quá trễ rồi. Mình đi sang nơi của Chicago đang cư ngụ. Chicago. Hi. Chicago. You okay? Hả? Đã chưa vừa? Chết rồi. Hả? Chết rồi bây giờ sao? Bệnh hả? Bệnh gì chứ là có. Không phải, tức là tao còn là chút. Hôm qua mất ngủ hả? Chúng ta đã có nhiệm vụ mới rồi. Bây giờ em có khả năng thực hiện nhiệm vụ mới hay không? Hôm nay á, em yên tâm đi, hôm nay em không cần phải học một câu của tiếng Việt nữa, cho nên là em không phải căng thẳng nữa. Em chỉ việc ngồi xe bus. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tới ngọn hải đăng, rồi sau đó chèo thuyền thúng. Nếu mà cả hai người chèo á thì sẽ được 100% điểm.
nhưng mà sức khỏe của em không tốt á thì một mình anh chèo thôi ha. Ok, một mình anh chèo thôi được không? Sau khi anh nhận nhiệm vụ xong thì để anh coi coi nhiệm vụ đó là cái gì thì lúc đó mình sẽ tính tiếp. Với tình hình sức khỏe gì thì em cứ ngồi trên xe đi. Thank you. Thank you. You're welcome. Đã cho vừa. Yeah. Lần sau nếu mà mệt thì nói anh nha, để anh qua anh chăm sóc, hiểu không? Hiểu không? Rất gay, tại vì đó giống như mình đã từ dự đoán ban đầu là hôm nay mới ngày thứ 3 của hành trình mà Chicago đã bị ốm, bị sốt rồi. Mà nếu như theo tình hình này thì chắc là không có thể nào mà ráng nổi được. Bây giờ làm sao ta? Tình hình đồng đội của mình đang rất rối ren. Không phải vì đường xa mà mình ngại, mình sẽ là người không ngại đường xa. In the water. So. Safe. It's a team. Safe. Nhiệm vụ của Minh Triệu và Nacho là bắt đầy một tô tôm trong thời gian 1 tiếng. Nếu các bạn bắt đủ số tôm theo yêu cầu trong thời gian quy định sẽ được 10 điểm. Nếu số lượng tôm không đủ, chỉ tiêu sẽ chỉ đạt 5 điểm. Nếu không bắt được con tôm nào, các bạn không có điểm. Cái cách để mình bắt được tôm nó như thế nào, anh hướng dẫn sơ qua cho em được không? Thì đó, cứ vô suối là em chỉ. The water will not go until here. Alright. Thực sự thì chị cũng rất là muốn làm chung với Nacho tất cả mọi cái thử thách, nhưng mà riêng cái thử thách này thì cũng có phần hơi e ngại, tại vì cái vết thương của chị nó còn rất là mới, và chị sợ là nếu như mà cứ tiếp tục mà đi mưa và ngâm nước như thế này rất lâu á thì vết thương nó không có thời gian nó lành được. Không những chỉ riêng cái nhiệm vụ này mà còn rất nhiều nhiệm vụ sắp tới nữa. Cho nên lần này Nacho sẽ làm một mình thôi. Xem ra hôm nay là ngày khá công bằng với cả hai đội. Thử thách đầu tiên là cuộc đấu cá nhân giữa chàng trai Khương Ngọc và Nacho. How many shrimp? Two. Nãy giờ mà chị bắt được mới có 2 con. Trời. Chỗ đá đó. Đi bộ ra đó hả chị? Ôi trời ơi. Biển sóng gì sao chèo thúng trời. Cái này biển phải lặng lặng mới chèo được chứ. Biển mà sóng dập chỗ này chèo nó đánh mình văng ra ngoài xuống ngoài kia. Có thuyền máy hay sao không cho chèo thuyền máy? Anh ơi, cái bãi này là chỗ nước cạn đây đúng không anh? Để chèo thúng qua bên kia đúng không anh? Mà nước sóng gì có chèo được không? Được hả? Dễ không? Dễ không? Kìa, nhìn cái cano kìa. Cano người ta chạy á, mà người ta còn bị lạc. Còn bị sóng đánh giạt nữa, không chi là mình. Ủa bây giờ mình phải tìm ai đây ta? Em
Đây là thúng của anh đúng không? Giờ anh được chọn một trong hai, một là đi cano hay là đi thúng. Giờ cho anh thử thúng trước đi, coi thử có đi được không. Nếu anh đi không thúng không được thì anh đi cano. Bây giờ Ngọc sẽ chèo qua tới bên kia, qua tới ngọn hải đăng nha. Mọi người chúc Ngọc may mắn đi. Không vào được không? Dạ không. Không vào được á? Không, cái điểm mà không có tới bờ. Nếu anh gặp như thế này là khoảng 2-3 ngày mới tới chỗ. I think I'm not get worse. Thực sự thì chị cũng thấy hơi lo, là tại vì hôm nay thời tiết có phần hơi bất lợi cho nhóm của Minh Triệu. Bây giờ đi lâu quá mình chưa thấy về, không biết là ảnh đang mắc ở đâu, có ok không hay là có tai nạn như thế nào. Và cái thời gian không biết là có kịp đảm bảo cái nhiệm vụ của chương trình hay không nữa. Rất là tốt bụng. Lúc nào cũng mời Triệu vô trong nhà ngồi uống nước hết, nhưng mà thực sự không có thể rời chỗ này được, tại vì chị nghĩ là lát hồi nữa anh sẽ quay lại đây. Thấy tình hình là thấy không ổn rồi đó. Muốn chèo được cái này thì phải có nhiều thời gian, với lại bản thân Ngọc cũng đang nghĩ tới cái thử thách sau. Ngọc nghĩ là có còn cả một chặng đường dài để đi, cho nên là mình phải tiết kiệm sức để cho đi cái chặng đường đó, chứ mình không nên đổ quá nhiều sức lực với lại thời gian cho cái này. Mới biết chèo mà còn bị sóng đánh văng ra ngoài xa nữa. Phải chi sóng mà thuận theo hướng mà đi ra đảo là chắc là nãy giờ mình tới nơi rồi. Vô bờ rồi. Dạ, đây là không bị chấm điểm nhiệm vụ của chú. Cảm ơn con. Nếu hai bạn trèo thuyền thúng sang ngọn hải đăng thành công thì sẽ nhận được 100% số điểm. Nếu chỉ có một người trèo thuyền thúng sẽ chỉ nhận được 50% số điểm. Nếu cả hai bạn không thể trèo thuyền thúng thì sẽ được đi cano nhưng sẽ không có điểm. Có vẻ như là một sự khởi đầu không như ý, vậy là Khương Ngọc đã không nhận được điểm nào từ chương trình. Điểm số bây giờ là 160 cho đội Khương Ngọc và 155 cho đội của Minh Triệu. Let's go find my partner. Where's your shoes?
I know you miss me. That's why. I finally give it to you. Give it to me. Thank you. Let me check. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo của chương trình. Nếu các bạn bắt đủ số tôm theo yêu cầu trong thời gian quy định sẽ được 10 điểm. Nếu số lượng tôm không đủ chỉ tiêu sẽ chỉ đạt 5 điểm. Nếu không bắt được con tôm nào các bạn không có điểm. Chỉ bắt được nửa tô tôm, Nacho chỉ đem về cho Minh Triệu món quà trị giá 5 điểm. Khoảng cách đã bị san bằng 160 điểm cho cả hai đội. Hãy tiếp tục thưởng ngoạn những cảnh đẹp kỳ thú trên con đường đèo này. Nhưng thay vì tới thẳng Nha Trang, bạn hãy ghé qua địa điểm trong bức hình này. Hãy nhanh chân để thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo đang chờ các bạn. Là nhiệm vụ của em. Thử thách của các bạn lần này là học ngoại ngữ và chụp ảnh. Hai bạn hãy tự thống nhất và học thuộc tên của 6 kiểu mẫu chụp ảnh do hai người nghĩ ra. Sau đó, Chicago hãy đi lên đỉnh Mọn Hải Đăng, Hương Ngọc sẽ ở dưới đất. Hai bên chỉ được dùng ngôn ngữ để thông báo. Thời gian được tính là 60 phút kể từ lúc hai bạn nhận được thử thách này. Hoàn thành được 6 kiểu ảnh như yêu cầu trong thời gian quy định sẽ được 10 điểm. Nếu không, với mỗi kiểu ảnh đạt yêu cầu các bạn sẽ được tính 1 điểm. Thời gian được tính 60 phút kể từ lúc nhận được thử thách này. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi bây giờ tình hình là sao đây? Hiện giờ mình không có Chicago, chẳng lẽ giờ Phương Khương Ngọc ở dưới tự ra hiệu cho Khương Ngọc, xong Khương Ngọc tự chạy lên lầu, xong tự chụp xong rồi lại chạy lên chạy xuống, làm thế nào đây? Bây giờ không có Chicago, mình phải kiếm một người nước ngoài không biết tiếng Việt để mà thế chỗ cho Chicago. Chị ơi, em ơi. Đi lên Hải Đăng đúng không em? Cảm ơn em. Không có gì đâu, em đang hỏi cái đường lên thôi. Cảm ơn anh. Việt Nam, người Việt Nam. Rồi, tiêu rồi. Bên đây không có du khách nước ngoài nào hết. Hello. Anybody here? Không có ai. Coi như là mình đã bế tắc rồi. Bây giờ mình đi lên đó mình không thấy ai nữa thì mình chết. Mình sẽ không còn sức để mình đi xuống mình tìm. Bây giờ mình đi dọc xuống lại. Thành là mình không tìm ra. Bởi vì sáng đã trời không thương cho đồng đội mình bị bệnh. Tiếp theo trời lại không thương cho sóng đánh ngược kèn thổi xuôi. Bây giờ lại tới gọi điện không bắt máy, tìm không ra người. Ôi rồi, mình gọi điện để mình bàn chiến thuật mà sao lại... Minh Triệu hả em? Dạ em nghe. Tình hình là thế này, sáng nay đồng đội của anh đã bị bệnh và ở nhà. Cho nên là anh muốn hỏi bên em là giả sử như bọn anh tìm một cái người nước ngoài khác không biết tiếng Việt và chụp hình chung để thay thế cho Chicago có được hay không? Ok, bây giờ em hiểu cái tình hình bên anh rồi. Bên em sẽ không đòi hỏi thêm cái gì nữa hết. Ok em, thank you Nacho. Chúc anh may mắn nha. Thank you and good luck. Chị ơi. Thôi. Hả? Hai đồng nghĩa với lại là kiểu thứ một mà. Can I sit here? Yes, please. Yeah. My name is Ngọc. Yeah. My name is Yukiko. Yukiko. Yes. You come here alone? How is it? It's beautiful. This, did you get over there? Up there? No. No? Vì làm sao mà nhờ cổ lên đây? Take the pictures. Picture? Pictures. Here? Here? Around here?
here you get you can take one picture, yes. And over there you can take one. Yes. And there. This good sizing. Maybe more than one, maybe two or three. Four, five, six, seven. Okay, six. Not five. Yeah. It's very easy. I will write down it. It is the first key. Kanpai. How about this? Cheese. Okay. Good. Yes. No, I say. Yes. Two. When I arrive there, you stand here and talk to me. Bye bye. Cảm ơn chị. Đây chính là phương tiện giúp các bạn vượt suối, lấy chuyên thúng và xuôi dòng thác 1 km để đến đích. Tell me you will make a boat, huh? What do you think? Have you seen in Vietnam people do a boat with this? I never have seen. Never. Only, I mean, in Europe, this is the homeless house. The thing is that to make like this and get into the box and this. Really? Yeah. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mà chịu nghe về cái idea mà qua sông bằng cái thùng cà tông như thế này. Không biết là kết quả sẽ tới đâu nhưng mà thấy hơi sợ. Đó. One more time. Bán dài. Yukiko, you are so beautiful girl. I come to you. Yukiko, thank you. Người ta vẫn thường nói trong cái rủi có cái may. Không hẳn là may mắn hoàn toàn, nhưng mà mình cũng hoàn thành được một phần thử thách để mình không có đi về tay không. Nếu hai bạn hoàn thành được 6 kiểu ảnh như yêu cầu trong thời gian quy định sẽ được 10 điểm. Nếu không, với mỗi kiểu ảnh đạt yêu cầu, các bạn sẽ được tính 1 điểm. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Yukiko, Khương Ngọc đã nhanh chóng nhận được 10 điểm đầu tiên của chương trình. Vậy là Khương Ngọc đã vượt lên trên đội Minh Triệu, điểm số tương ứng là 170 và 160 điểm. Đây là 10 điểm đầu tiên của mình. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.
So we should put together. I already asked you before I put the clue. I asked you before I put the clue. Don't want to make it like that. I don't want one of us fall over there. Cảm ơn con. Cái gì đây? Ở nhiệm vụ này, các bạn sẽ được di chuyển với quãng đường là 213 cây số. Các bạn tìm đến địa điểm chăn thả cừu của anh Đàn Xuân Viết, thôn Hậu Xanh, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận để nhận thử thách. Nếu các bạn không đi ô tô mà đi bằng xe máy sẽ được cộng 10 điểm thưởng. Cũng chẳng có gì đâu, cho nên là khi nào mình cảm thấy mệt, mình cảm thấy đi không nổi nữa thì mình sẽ lên ô tô. Còn bây giờ mình vẫn còn chạy được thì mình đi xe máy. Sau một hồi đi nữa thì mình phát hiện ở đây địa phận huyện Ninh Phước. Bây giờ chúng ta đi một đoạn nữa chắc chắn là chúng ta sẽ thấy thôn Phước Hữu và tới Hậu Xanh. Đi tiếp nha. Các người có thấy cái gì đây không ạ? Đằng sau lưng anh là một cái cột. Cái cột đó ở đằng kia. Anh ơi, anh cho em hỏi thôn Hậu Xanh ở đâu chị? Khoảng xa lắm 10 cây không? Em lên tới đây, em tới đụng đường đây không? Có đường điện thoại cho anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Thẳng hoài luôn hả? Bao xa nữa? Chị đang nằm ngủ và đêm chân. Bây giờ làm sao đây? Chân ngủ thì có nhúc nhích nhưng mà tình hình là không biết là người có dậy nổi không? The first thing is you have to make it long. You put the weight on the 2 feet more or less balanced. So you balance the sides. I couldn't sit down. No, because it's too high. You cannot. So you need to stay it a little like this. Okay. And then one side, and when this goes to the left, then you change the side. Thú thật là ban đầu khi mà chạy thì nó cũng hơi buồn ngủ. Nhưng mà khi vượt qua cái ngưỡng mình ngủ rồi thì mọi việc nó rất là đơn giản. Anh ấy kia rồi, anh Viết. Chào anh. Tụi mình gặp nhau một lần rồi, anh nhớ không? Nhớ không? Nhớ hả? Giờ là lần thứ hai. Em gặp anh trong hình rồi, em gặp anh trong hình rồi. Nãy em gặp anh trong hình rồi, bây giờ em tới em gặp anh. Anh ở ngoài nhìn rất là phong độ và đẹp trai. Em tên Ngọc, em từ thành phố Hồ Chí Minh tới. Anh nuôi cừu được bao lâu rồi anh? Tôi nuôi cừu được 12 năm nay rồi. 12 năm hả? Rồi. Cái cừu này lấy sữa được không anh? Cừu này không lấy sữa, chỉ lấy thịt à. Lông có xài được không? Không, không, ở đây không xài lông. Thử sao đi. Mà mỗi con nó có màu xanh vậy anh? Để đánh dấu hả? Đánh dấu giữa cái bầy cừu mình với bầy cừu khác. Ở đây xanh. Trong cái khu vực này chắc khoảng bao nhiêu người làm nuôi cừu anh? Đối với... trong gia đình tôi là có ba người nuôi cừu. Lúc trước thì nhiều, lúc sau này cừu mất giá thì người ta không kiên trì, không giữ được. Cũng như một bầy cừu trị giá khoảng có 12 triệu à. Ví dụ bầy cừu 200 con có 60 ngàn con à. Trong một bầy cừu mà có 12 triệu 200 con. Dạ bây giờ anh rồi. Cho em biết cái thử thách của em phải làm đi anh. Bạn hãy đếm chính xác số cừu trong bầy của anh Viết. Sau đó hãy tìm phong bì nhiệm vụ của chương trình trên cổ một con cừu ở đây trong vòng 30 phút. Em đâu biết bầy của anh ở đâu đâu. 30 phút hả? Đếm hết cừu hả? Chúng ta sẽ bắt đầu từ khu này. Ôi mấy đứa ơi, đừng có núp vô nữa. 2, 4, 6, 5, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 70, 71. Trời ơi, còn nấp này nữa, 75. Trời ơi, còn cái này nữa. Tốc độ cuối cùng có thể lên tới 112 cái số giờ. What do you think? Have you seen in Vietnam people do a boat with this? I never have seen. I never. No, because it's too high. Okay. You cannot. So you need to spin it a bit like this. Okay. And then. But it's 6 feet. No, the hands. Hands. Oh, đúng rồi, về đi con, hết giờ ăn rồi, về đi. Tránh ra, trời ơi, tránh ra chứ không phải đi. 5 115 con.
Open hand this. Chết rồi, không đầu đếm được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Rồi, nếu sao mình không đứng đây để cho nó chạy qua từng con ta? 9, 10, 3, 5, 15, 17, 9, 11, 13, 14, 12, 3, 4, 5, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 50. Sao nãy mình đếm 53, bây giờ thành 52 ta? Rồi, quyết định gì đi? I got nothing. This is dangerous. This is very dangerous. Very. Look at this distance. Dạ, con số mà em đếm được là 152. 152 con. Rồi, gần đây là phong bì em đã tìm thấy. Rồi. Dạ. Con số 152 là đúng chính xác. Yeah! Nghe luôn đó là chăng 10 là 2 năm không đếm được bày ngoài đồng như vậy. 10 là 2 năm không đếm được bày ngoài đồng như vậy. Ủa vậy hả? Cảm ơn anh. Tổng số cừu có tại đây là 152 con. Nếu bạn đếm đúng sẽ nhận được 5 điểm. Trời, nhiều ghê vậy. Đếm đổ mồ hôi được, sôi nước mắt luôn mà được có 5 điểm. Biết gì mà khỏi đếm rồi. Lấy được phong bì nhiệm vụ trên cổ con cừu trong đàn ở đây, bạn sẽ nhận được 15 điểm. Thật đáng khâm phục, Khương Ngọc đã ghi thêm cho đội mình 20 điểm. Tổng số điểm hiện nay của Khương Ngọc và Chicago là 190 điểm, trong khi đội Minh Triệu vẫn chưa hoàn thành thử thách tiếp theo, vẫn dậm chân tại chỗ với 160 điểm. Dạ, bây giờ tiếp theo em sẽ phải đi, em phải xa anh thôi. Dạ, nhưng mà để em coi coi em đi đâu đây. Trời ơi! Bây giờ sao bây giờ bạn của mình không có ở đây thì mình phải nhìn hình nền đoán chữ thôi. Để mình thử thách coi là cái trình độ tiếng Nhật của mình giờ nó lên tới đâu rồi. Bạn hãy đi 65 cây số tới cái nơi đó và bạn hãy tìm khách sạn. Khách sạn này có hai chữ, bị xóa mất một chữ rồi, còn chữ Minh thôi. Còn đường thì bó tay rồi, không có địa chỉ, chắc chắn là trong này chữ cũng sẽ không ghi địa chỉ đâu, tại phải tìm khách sạn mà. À, 65 cây số, à, cách đây 65 cây số là ở đâu anh? Ở Ninh Trự. Khách sạn này ở Ninh Trự, ở Văn Giang. Phân Ranh qua rồi, Cam Ranh. Vậy là em sẽ đi tới Cam Ranh và em tìm khách sạn Tinh Minh. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh đã cho em có cơ hội đếm được số cừu của anh. Rồi. Dạ, vậy em xin phép. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em. Cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình đã dành thời gian cho em. Mình ngày hôm nay mình cảm thấy rất thú bởi vì mình đã đi 200 cây số trong vòng. 200 cây số chắc trong vòng hơn 2 tiếng à. Rồi sau đó mình còn đếm đúng số cừu, mình còn lấy được phong bì. Rất là tuyệt vời, rất là thú vị. Right? Thanks a lot. But you made it. I just want you to drop it. No. Right. I can't give you. I mean you. It's me. Yeah. Right? Đây là lần đầu tiên mà chị thử chèo thuyền thúng. Và nãy giờ thật sự là như mọi người thấy thì bây giờ trời rất là tối rồi, chị lại không biết bơi nữa. Thật sự mà áo phao nhưng mà cảm giác cũng không yên tâm lắm đâu. Nếu như mà lại được mà không kiếm được tới đây thì không biết như thế nào. Cảm giác cũng hơi sợ, nhưng mà nói chung là tới đích rồi. Vượt qua rất nhiều khó khăn khi vượt thác và không ít lần bị lật thuyền, nhưng Minh Triệu và Nacho đã rất xuất sắc về đích. Họ xứng đáng nhận được 20 điểm từ chương trình.
khoảng cách đang được rút ngắn 180 điểm cho đội Minh Triệu và 190 điểm cho đội Khương Ngọc. À, bây giờ mình đang ở thành phố Cam Ranh và yêu cầu của chương trình là tìm ra khách sạn tên Minh này. Thì bây giờ mình có một cái tính năng rất là quan trọng của Internet. Tại sao mình không xài? Mình search cái khách sạn tên Minh ở Cam Ranh á, thì nó sẽ ra một loạt khách sạn, có khách sạn Minh và có khách sạn có chữ Minh. Đó, thế là mình ra được một kết quả. Khách sạn Phát Minh đây, số 16 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Khoan nha, tới Bùng Binh, quẹo phải, xong tới đèn xanh đèn đỏ, tay trái là Phạm Văn Đồng. Dạ rồi, cảm ơn anh. Cái thiệt cái giá vậy? It's a knife. Yeah. Cái dấu thiệt á. Hai bạn hãy bắt và lấy phong bì nhiệm vụ dưới bụng chú cá sấu này. Hoàn thành thử thách sẽ được 10 điểm. That's good. The letter. I want to make a bell. Yeah, keep the neck. Keep the neck. The maybe is tough. Good boy. Hình như chú cá sấu có vẻ hơi nhỏ nên không mấy khó khăn. Minh Triệu đã lấy được phong bì nhiệm vụ và nhận được 10 điểm. Lại một lần nữa đội Minh Triệu đã gỡ hòa 190 và 190 điểm. No 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 no. I know. Nacho necesita explicar esta misión a su compañera. Ustedes tienen que ver al señor Pham Quoc Tuan, el jefe de la cascada Yanot. Con su dirección van a disfrutar una función de música de la gente Raglai. Vậy là em nghĩ nhiệm vụ lần này rất là đơn giản với anh. Tại vì ca hát là năng khiếu của anh rồi nè. Let's go. Let's go. Bye bye. Bye bye. Không, trên đường này luôn, Phát Minh. Ủa, mới qua hả? À, rồi, cảm ơn anh. Mình đã giải mã được khách sạn Minh. Đi vô gặp người có trách nhiệm để nhận công bố điểm. Coi thử có đúng không biết liền. Con đi một chặng đường từ thành phố Hồ Chí Minh, con ra đây để con tìm tới khách sạn của cô. Khách sạn rất nổi tiếng nhất, thuộc dạng nhất nhì ở thành phố Cam Ranh. Và tối nay cô có thể cho con tá túc lại đây được không? Được hả? Dạ. Đây là phong bì chấm điểm của Khương Ngọc. Tư duy và dịch chính xác toàn bộ nội dung tiếng Nhật của nhiệm vụ không quá khó khăn. Khương Ngọc đã giành được 10 điểm. Hoàn thành việc đi xe máy trải dài trong suốt ngày 3 này, Khương Ngọc đã có thêm 20 điểm nữa. Tổng điểm hiện nay đội Khương Ngọc 220 điểm, đội Minh Triệu 190 điểm. Minh Triệu và Nacho, đừng vội bỏ cuộc nhé. Vâng, chào anh đến với lại đồng bào người Rắc Lây. Anh Toán. Anh Tuấn ở bên trong, mời các anh chị vào bên trong để tham quan nét văn hóa của đồng bào người Rắc Lây. Dạ, cảm ơn anh. Mời anh. Bữa trước tụi em vừa mới thử làm cái này. Đây là đồng bào Rắc Lây, đồng bào Rắc Lây ở đây tự nhiên đó. Tốn hai này đâu, anh Tốn đâu? Có một câu hỏi.
Nacho hãy sử dụng đàn guitar và chơi một bản nhạc cho đội văn nghệ ở đây thưởng thức. Hoàn thành thử thách, các bạn sẽ nhận được 10 điểm. To thank you, I would like to play for you a very famous Spanish song. The name is Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bản nhạc Bésame Mucho đã nhanh chóng mang về cho Nacho 10 điểm. Cùng với việc đi xe máy suốt ngày 3 của hành trình, Minh Triệu và Nacho hiện có thêm 20 điểm nữa. Khoảng cách giữa hai đội đã bị san bằng, 220 cho cả hai đội. Hai anh chị được có hai món quà tại đường văn nghệ công viên đường nhà bay với chiếc túi thổ cẩm này, và cũng là món quà để tặng chị đường nhà bay. Và anh con trai anh được món quà là sao anh có thể đổi theo. Ngày hôm nay chỉ tiêu chỉ là 5 từ thôi, tại vì khả năng sức khỏe có hạn. How about good? Đi. Tốt. Tốt. Yeah. Tốt. Yeah, that's right. Hà Peru. Hà Peru. Bé. Bé. Hà Bé Ru. Hà Bé Ru. Bây giờ Ngọc với lại Chicago sẽ kiểm tra nhau 5 từ. Từ đầu tiên sẽ là từ ta sai. Cudasai. Eh, cudasai là cái gì nào? Eh, chó. Yeah. Chó. Hai bé rồi. I. Tốt. Yeah. I. Neko. Meo. Yeah. Perfect. Warui. Warui. Sáu. Yeah. Lượng sức mình chỉ học 5 từ mới, Khương Ngọc và Chicago có thêm chắc chắn 5 điểm nữa, 225 điểm dành cho Khương Ngọc và Chicago, trong khi Minh Triệu và Nacho vẫn chỉ có 220 điểm. The first word is I. Yeah. Yeah. Like. Big. Normally you say like big. One. Zero. So 7, 8, 9. Bye. Third is I love you. When you love friends or family. Te quiero. Nine. Ten. The fourth one is I love you, but when it's for a boyfriend or husband. Te amo. Tell me your last answer. Boy child. I'm sorry, but you didn't make it. Ok, em nghĩ là anh cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi. Nói chung là những cái thử thách mình vừa trải qua nó cũng tương đối là khó khăn, và thời gian thì nó rất là gấp rút. Thật sự là em và anh không có nhiều cái thời gian để mà ôn từ vựng trong suốt cái chặng đường đi. Cho nên em nghĩ là 9 từ cũng là một cái kết quả rất là khả quan rồi. Chỉ quên một từ duy nhất mà thôi, Nacho và Minh Triệu đành ngậm ngùi nhận 5 điểm cho phần học ngôn ngữ này. 225 điểm là tổng điểm cho hai bạn. Đây cũng là số điểm hiện tại của đội Khương Ngọc. Ngày hôm nay là một ngày không may mắn đối với Ngọc. Bởi vì thứ nhất là bạn đường bệnh. Thứ hai là thử thách lại không gặp thiên thời địa lợi. Nhưng mà nhìn một cách chi tiết thì chính những điều đó nó làm cho mình càng có nỗ lực nhiều hơn. Mình may mắn gặp được cái chị đó gì đó tên quên rồi, Chiyoko Riko gì đó. Thì cái chị đó là chịu chụp hình cho mình. Yeah, but もちろん言葉もわからないし、そのベトナムの気
考とかこう例えばバイクに乗る習慣だったりいろいろなことにやっぱりなかなか私が馴染めなくてすごく僕に苦労をさせてしまった場面もたくさんあって、それでまた具合も悪くなって今日一日休んで、でも彼一人ですごい一人で頑張ってる感じですごい申し訳ないなって。Very interesting. When I was doing the first challenge without Minchiu, it was to bring to Minchiu as many streams as I could to give her a surprise. Hôm nay thực sự là một cái ngày rất là dài đối với Minchiu với lại anh Nejo, tại vì chị rất là hơi bị sợ nước và hôm nay thì tất cả những thử thách đều liên quan tới nước hết. Chỗ Trăng Cừu thì đến đó là giống như là một cái thế giới hoàn toàn khác, một cái khung cảnh, một cái không khí nó làm cho mình hết sức là sảng khoái khi mà mình gặp những con cừu rất là dễ mến, mặc dù nó không hợp tác với mình lắm. Cái thử thách đó có thể nói là thử thách đó là thử thách thú vị nhất trong ba ngày qua mà Ngọc làm, để mà có thể đếm được 152 bé cừu và lấy được cái nhiệm vụ. そうですね、やっぱりちょっとできないって言えない私が性格だから、具合があんまり良くなくても元気なふりを一生懸命しちゃう性格だから、もしこのまま私が無理をして続けるとやっぱり彼が一人で頑張らなきゃいけないしポイントも稼げないくて迷惑がかかっちゃうので。When we did the second challenge with the round boat, I was a little bit worried because Minchiu doesn't know how to swim, and so I was more careful about her if she fall down on the water, and also because the water was full of big stones and very sharp and a lot of trees and a lot of so it was kind of a dangerous situation that made me wanted to take care of her and worry and keep the safety. So I was not too concentrated about the rowing, and I was more pending about the safety of Minchiu. And I think that she did a great job. I'm surprised that she's so strong. I was not expecting that. Thì là lúc mà hai đứa chèo thúng để vượt tháp, vượt suối. Tại vì cái con suối này nó tương đối là đá, cho nên là trên đường chèo thì gặp rất là nhiều trở ngại và cũng có một số lần là bị lật thúng. Trò chơi á là mình không có nói trước cái gì hết, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó. Còn nếu như trong trường hợp mình không tranh thủ được thì mình cho mình ở thế bất lợi á, thì mình phải chủ động để tìm cách đỡ được điểm nào hay điểm nấy. Nếu như ngày mai trong trường hợp khổ và bệnh á nữa thì có thể là sẽ khá hơn và mình có thể trông chờ vào cái ngày thứ năm để mình bứt phá. Một cái là すごい頑張り屋なので、そのまま頑張ってこうミッションをクリアしてってほしいなって思ってます。そうですね、私はもうちゃんと話して他のパートナーで頑張ってもらって、すごい彼を応援 してるので、そういう形で頑張ってもらいたいなと思います。Có vẻ như tình hình sức khỏe của Chikato không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ hành động mà còn khiến sự hiểu ý và hài lòng về bạn đồng hành không được tốt nữa. Ở phần này rất tiếc đội Khương Ngọc và Chikato chỉ nhận được 10 điểm, tổng điểm hiện nay là 235 điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một cặp bạn đường hợp ý. 20 điểm dành cho Minh Triệu và Nacho là hoàn toàn hợp lý, tổng điểm bây giờ là 245 điểm. Một cú lội ngược dòng ngoạn mục của đội Minh Triệu và Nacho, tuy kết thúc ngày hành trình thứ ba rất muộn nhưng họ đã vươn lên và hơn đội của Khương Ngọc và Chikato 10 điểm. Sau 3 ngày hành trình bạn đường hợp ý, đội Khương Ngọc đang có 235 điểm, đội Minh Triệu với 245 điểm. Liệu Chikako có tiếp tục đồng hành cùng Khương Ngọc? Vết thương của Minh Triệu và Nacho có gây ảnh hưởng cho họ trong những ngày tiếp theo? Hãy cùng chờ đón ngày hành trình thứ tư vô cùng thú vị của bạn đường hợp ý. Bao điều lo toan ngần ngại.
tôi bước chậm chậm và rất từ tôi, tương lai còn dài chưa vội vàng.